Trị tiểu đường khỏe xương bằng một quả trứng gà ngâm với giấm. Nguyên liệu: một quả trứng gà và giấm táo. Công dụng: đây là bài thuốc giúp trị bệnh tiểu đường, khỏe thận, khỏe xương khớp, rất tốt cho những người bị đau nhức. Về cách làm thì luộc chín quả trứng gà, bóc vỏ trứng gà, dùng nĩa đâm vào quả trứng, đặt trứng gà vào chén giấm táo, đảo trứng gà vài lần để trứng ngấm đều giấm táo, dùng bao ni lông đậy chén lại để cách một đêm. Về cách sử dụng, trước khi ăn sáng khoảng 20 cho đến 30 phút, bạn nên ăn quả trứng gà đã ngâm giấm này, sau đó đó uống với nước ấm, thì khoảng 20-30 phút sau thì mới ăn cơm. Về liệu trình, tùy theo bệnh nặng hay là nhẹ, các bạn có thể dùng từ 14 ngày cho đến 20 ngày. Để phát huy công năng của bài thuốc này đó, các bạn cần hạn chế tối đa các chất vô xít, tức là chất đường bột, gồm các loại bánh kẹo, mứt, sữa nguyên kem, phô mai, bánh quy giòn, siro, các loại nước có ga, có cồn, các loại hoa quả sấy khô, mứt hoa quả, kem tươi, dầu dừa, dầu cọ, bơ cacao, bơ thực vật, đồ chiên xào, đồ nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh. Bởi vì các loại thức ăn vừa nêu đó chứa lượng đường rất là cao. Đồng thời các bạn nên hạn chế các loại axit béo bão hòa để tránh các rối loạn chuyển hóa. Không nên ăn mỡ, phủ tạng động vật, da của gia cầm vì không hề tốt cho sức khỏe của người bệnh. Hãy bấm nút đăng ký, lưu và share bài thuốc này. Nam Mô Bồ Đề Giá.